mừng các bạn đã trở lại với Damon PC. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải IDM vĩnh viễn nhé. Các bạn vui lòng xem hết clip và đừng quên đăng ký kênh để nhận những clip mới nhất từ kênh nhé. Đầu tiên các bạn bấm vào file tại dưới mô tả và sau đó giải nén file ra giúp mình. Bước này các bạn bấm vào file setup để cài đặt IDM nhé. Các bước này bạn chỉ cần bấm tích và nét thôi. Theo các bạn bấm vào file màu xanh bên dưới, chạy nó lên nhé. Và tiếp theo là file quét dữ liệu này. Cơ bản thay tên giống như bên trên video nhé, chỉ cần lắp họ tên bạn vào thôi. Bây giờ bạn copy hai file và tìm đến nơi chứa file cài đặt và dán chúng vào là được.